Sáng nay xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông lốc trên địa bàn các xã Thạnh Hưng, Thạnh Quà, Ngọc Quà và Quà Thuận đã làm sập 26 căn nhà hoàn toàn và 38 căn bị tốc mái. Có 700 mét đường dây điện thắp sáng đường quê bị đứt, làm 15 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Dồng Riềng thành lập đoàn đến thăm hỏi, khảo sát các trường hợp bị ảnh hưởng do lốc xoáy, khiến nhiều căn nhà ở các xã bị sập và tốc mái, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng tạm thời để vượt qua khó khăn trước mắt. Các ngành chức năng huyện tiếp tục thống kê thiệt hại để trình Ủy ban nhân dân huyện có mức hỗ trợ cho từng trường hợp, đồng thời cũng động viên các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.